Chào các bạn. Đa số các trường hợp dị vật tiêu hóa chúng ta phát hiện ngay sau khi chúng ta ăn vào. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cá biệt mà bọn mình cũng đã chia sẻ với các bạn trong các clip trước. Chúng ta ăn phải dị vật, nuốt phải dị vật mà chúng ta không biết. Hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu với các bạn một trường hợp đặc biệt nữa. Đây là một bệnh nhân nữ, 52 tuổi, người quen của một đồng nghiệp. Chị này chị nuốt vướng khoảng 3-4 hôm và bạn đồng nghiệp đã đưa nhờ các bác sĩ nội soi tai mũi họng không phát hiện dị vật. Đưa đi chụp X-quang thì nghi ngờ dị vật nó nằm ở thực quản. Chính vì vậy mà đã chuyển xuống để nội soi thực quản. Những cái điều bất ngờ nó sẽ ở tiếp theo phía sau này. Mời các bạn. Các bạn có thể thấy đấy, chúng ta đi hết thực quản, đã hút những cái đờm dãi và chúng ta quan sát kỹ, hoàn toàn không thấy dị vật. Trong đầu bọn mình nghĩ rằng, chắc là chẩn đoán sai rồi. Có thể cái triệu chứng nuốt vướng, vướng mắc họng này, nó là một cái bệnh lý khác của họng. Tuy nhiên, bọn mình vẫn quyết định đưa máy xuống dạ dày bởi vì có thể là cái dị vật này nó đã di chuyển xuống dưới dạ dày. Thời điểm nội soi là đầu giờ chiều, bọn mình không biết là bệnh nhân đã ăn chưa. Tuy nhiên cũng quyết định là đưa máy xuống để kiểm tra. Cũng thật may mắn là người bệnh không ăn nhiều, cho nên là phần lớn các niêm mạc dạ dày chúng ta quan sát được. Cũng hoàn toàn không có những dị vật ở dạ dày và khi đưa máy xuống cả hành cái tràng chúng ta cũng không thể thấy dị vật. Các bạn có thể để ý thấy rằng cái niêm mạc dạ dày nó cũng có những cái viêm xung huyết và có những cái nốt trượt phẳng ở vùng hạ vị. Chính vì vậy mà bọn mình tranh thủ cũng làm cả test HP cho người bệnh. Sau khi soi quạt ngược và cũng đã kiểm tra cả vùng phình vị, vùng thân vị trên và không hề thấy dị vật thì bọn mình quyết định rút máy. Và trong đầu bọn mình nghĩ rằng cũng sẽ kiểm tra kỹ lại một lần nữa xem ở thực quản này nó có cái dị vật giống như bên X-quang đã nghi ngờ hay không. Khi mà rút dây soi qua hết thực quản và ra đến hạ họng, thông thường là sẽ rút máy ngay. Nhưng không hiểu tại sao lúc đó trong đầu bọn mình nghĩ rằng biết đâu có thể cái dị vật nó ở những cái vị trí khó, ở phía trước sụn nắp thanh môn thì sao? Bởi vì bọn mình đã từng gặp cũng một vài trường hợp những cái xương cá nó hóc ở cái vị trí khó như thế này. Chính vì vậy mà bọn mình quyết định đưa máy vào kiểm tra. Thank you.
Và đúng như là những cái nghi ngờ sau này, có một cái dị vật mà nó là xương cá, nó nằm mắc ngang ở phía trước sụn nắp thanh môn, hai đầu của nó găm vào hai bên thành họng. Và đây chính là cái dị vật mà nó làm cho người bệnh vướng mắc ở cổ. Cũng thở phào vì chúng ta đã tìm ra được cái nguyên nhân, tìm ra được cái dị vật. Và với cái dị vật trơn nhẵn như thế này thì chúng ta cũng dễ dàng gấp ra được thôi, chỉ cần chúng ta có thể dùng kìm sinh thiết. Và nếu chúng ta có cái kìm răng chuột thì đây là cái dụng cụ rất là chuyên nghiệp. Và bọn mình quyết định lấy nó bằng cái kìm răng chuột. Dị vật xương cá được lấy ra không hề khó khăn, và cái xương cá này nó dài tận hơn 2 cm. Sau khi lấy được dị vật này thì người bệnh là hoàn toàn hết cái triệu chứng vướng mắc ở họng. Câu chuyện là lấy dị vật này thì không có khó khăn gì cả. Thế nhưng một cái câu chuyện nó khá là bất ngờ ở những cái khía cạnh. Thứ nhất là bọn mình đã bị ám thị bằng cái chẩn đoán trước đó của các đồng nghiệp. Đó là X-quang thì nghi ngờ cái dị vật là thực quản, và nội soi tai mũi họng thì không phát hiện ra dị vật. Thực ra nếu ca này mà chúng ta nghi ngờ cái dị vật ở vùng họng thì câu chuyện nó rất là đơn giản. Chúng ta soi phát hiện ra cái dị vật và chúng ta lấy cái dị vật ra là xong, thì có khi cái thủ thuật này chỉ trong vòng 1-2 phút là xong. Thế nhưng mà bọn mình cũng phải chia sẻ thật với các bạn rằng không phải bác sĩ tai mũi họng kém, mà những cái trường hợp dị vật ở phía trước sụn nắp thanh môn như thế này thì với những trường hợp mà cổ ngắn hay những nhiều trường hợp giải phẫu ở cổ ngoài nó gặp cái khó khăn thì người bệnh buồn nôn rất là nhiều. Người bệnh không hợp tác được thì các bác sĩ tai mũi họng không thể đánh giá kỹ được cái vùng này. Giờ thế ông về chưa về hả chị? Trời ơi, đang đứng đây ở ngoài kìa, có đi được đâu.